Những thương hiệu Việt vang bóng một thời, phần 2. Theo dòng lịch sử, không ít những thương hiệu vàng gần gũi với người Việt một thời dần mất tích trên thị trường. Những thương hiệu này có điểm chung là từng thống lĩnh thị trường nội địa trong thời gian dài. Thế nhưng sau khi nhà nước mở cửa, thương hiệu ngoại tràn vào thì những thương hiệu ấy lại nhanh chóng bị lép vế. Cao sao vàng, dược phẩm trị bách bệnh của Việt Nam. Cao sao vàng là một loại cao xoa được điều chế từ nhiều loại tinh dầu, bao gồm lông não, sáp ong, tinh dầu bạc hà, tràm, hương nhu trắng, quế. Thời gian đầu, mặt hàng này được nhà nước giao cho Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3, đây là công ty Dược phẩm Trung ương 3 Hải Phòng sản xuất. Từ năm 1969, sản phẩm cao xoa có thương hiệu sao vàng chính thức được tung ra thị trường, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Trong thời chiến, thuốc men cực kỳ thiếu thốn, hộp dầu cao sao vàng được dùng để chữa khá nhiều bệnh và hiệu quả không ngờ. Từ nhức đầu, sổ mũi, say nắng, ho, cho đến bôi ngoài những vết thương bầm tím, tụ máu, côn trùng cắn đều thấy hiệu nghiệm. Với tác dụng làm ấm cơ thể, những người Việt khi đi công tác, học tập ở Liên Xô, Đông Âu thời đó thường bỏ túi mang theo cao sao vàng để sử dụng. Vì thế, cao sao vàng bắt đầu được người dân một số nước Đông Âu và Liên Xô biết tới. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, Việt Nam và Liên Xô đẩy mạnh trao đổi hàng hóa, cao sao vàng đã trở thành một trong những mặt hàng chủ lực xuất khẩu sang Liên Xô, mỗi năm trung bình từ 10 đến 15 triệu hộp. Đỉnh cao là năm 1983, với sản lượng được giao 20 triệu hộp. Tuy nhiên, khi Liên Xô tan rã, sản lượng xuất khẩu cao sao vàng liên tục sụt giảm, có khi chỉ còn vài trăm ngàn hộp một năm. Trong khi đó, tại Việt Nam, những năm 2000, do sự cạnh tranh lớn đến từ các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân đa dạng như dầu gió, dầu khuynh diệp, dầu tràm, cộng với tâm lý sính ngoại, nên cao sao vàng dần dần bị rơi vào quên lãng. Hiện nay tại Việt Nam, sản phẩm cao sao vàng được bán với giá khá rẻ, chỉ 5.900 đồng một hộp 4 gram, nhưng doanh số cũng không khả quan. Tuy nhiên, có một điều may mắn là tại thị trường quốc tế, cao sao vàng vẫn là một sản phẩm được yêu thích và thậm chí là khá đắt đỏ. Trên sàn thương mại điện tử Amazon Nhật Bản, sản phẩm cao sao vàng hiện có giá 1.100 yên hộp 4 gram, tương đương khoảng 250.000 đồng. Trên eBay, mỗi hộp cao sao vàng có giá 9,99 đô la, tức khoảng 230.000 đồng một hộp loại 4 gram. Đặc biệt, trang web Coupang của Hàn Quốc đang bán cao sao vàng với hộp 3 gram nhân 3 sản phẩm, có giá 29.530 won, tương đương khoảng 600.000 đồng. Lý do mà cao sao vàng được người nước ngoài săn đón như vậy, trước hết bởi sản phẩm có tác dụng phòng và trị bệnh, lại được sử dụng với nhiều loại bệnh khác nhau. Ngoài ra, hộp cao có kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng mang đi khắp nơi, và đặc biệt là mức giá của sản phẩm lại quá rẻ so với thu nhập của người nước ngoài. Bột bích chi, tinh hoa ẩm thực của miền Nam một thời. Ông Trần Nghiêm Khánh, Tư Khánh, đã thành lập nhà máy xay gạo lứt bích chi vào tháng 3 năm 1967. Để làm phong phú thêm các sản phẩm dinh dưỡng, ông Tư Khánh còn nghiên cứu sản xuất thêm sản phẩm bột gạo lứt đậu xanh, rồi bột 5 loại đậu, tức là bột đậu xanh, trắng, đỏ, đen và đậu nành, và bột hỗn hợp gạo lứt ngũ cốc. Với hình ảnh mẹ bồng con gần gũi, giá thành rẻ và chất lượng cao, nên bột bích chi đã nhanh chóng được nhiều bà nội trợ khắp miền Nam những năm 1967 đến năm 1975 biết đến. Khi việc kinh doanh phất lên, ông Tư Khánh nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Bên cạnh sản phẩm bột dành cho trẻ em, bích chi bắt đầu nghiên cứu thêm nhiều loại bột gia dụng khác như bột gạo ngan để nguyên chất xơ để làm các loại bánh có độ giòn như bánh xèo, bánh khọt, bột nửa ngan nửa lọc đã lấy bớt chất xơ để làm bánh hấp, bánh luộc như là bánh canh, bánh lọc. Ngoài ra thì còn một loại bột đặc biệt là chỉ có tinh bột, không chất xơ để làm bánh bò. Những năm đầu thập niên 1970, nhà máy bột bích chi đã có hàng trăm công nhân. Sản phẩm của công ty bích chi nổi tiếng đến nỗi trẻ em miền Nam Việt Nam hầu như ai cũng từng sử dụng một lần. Thậm chí nhà máy bột bích chi còn được các hãng sữa như Dialac và Gugos danh tiếng tới mua bột. Nhưng ông Khánh đã từ chối thẳng thừng vì cho rằng đây là sản phẩm đặc trưng Việt Nam, không muốn gia công cho các nhãn hàng ngoại. Tuy nhiên, sau ngày đất nước thống nhất tháng 7 năm 1975, gia đình ông Tư Khánh đã hiến tặng nhà máy bột bích chi ở Sa Đéc cho nhà nước.
Đến năm 2001, nhà máy bột Bichi được cổ phần hóa. Trải qua những năm tháng xây dựng, phát triển và không ngừng đổi mới, công ty cổ phần thực phẩm Bichi hiện là doanh nghiệp sản xuất bột lớn nhất tại Đồng Tháp, công suất hơn 1.200 tấn bột và 3.000 tấn ngũ cốc một năm. Ngoài các sản phẩm truyền thống như bột gạo lứt, bột dinh dưỡng, công ty còn sản xuất các dòng sản phẩm được người tiêu dùng hưởng ứng tích cực và đón nhận như bánh phồng tôm, phở hủ tiếu, miến, bánh tráng và các sản phẩm ăn liền khác. Tổng cộng, công ty đang sản xuất trên 200 mặt hàng đáp ứng nhu cầu thực phẩm đa dạng của người tiêu dùng, đồng thời góp phần làm gia tăng giá trị hạt gạo Việt Nam. Mặc dù phát triển ổn định, nhưng gia đình ông Tư Khánh vẫn nuối tiếc khi các sản phẩm của công ty đang bị lép vế hoàn toàn trước những thương hiệu ngoại ngay trên sân nhà. Chính vì vậy, gia đình ông Tư Khánh hy vọng rằng trong tương lai không xa, thương hiệu Bichi sẽ tìm lại ánh hào quang vốn có, chiếm lĩnh lại thị trường thực phẩm tiêu dùng trong nước. Kem Thủy Tạ, thương hiệu kem lâu đời nhất Việt Nam. Thương hiệu kem Thủy Tạ đã có từ năm 1954 tại nhà hàng Thủy Tạ, bờ hồ Hoàng Kiếm. Đây là thương hiệu kem lâu đời nhất Việt Nam khi có trước cả kem Tràng Tiền. Lúc mới thành lập, do điều kiện kinh tế và mức thu nhập của người dân còn thấp nên kem Thủy Tạ tập trung vào mảng kem giá rẻ với sản phẩm chính là kem đá và kem hương vị truyền thống. Đến những năm cuối thế kỷ 20, Thủy Tạ bắt đầu lên kế hoạch sản xuất kem theo hướng công nghiệp với việc xây dựng nhà máy sản xuất 1 triệu lít mỗi năm trên dây chuyền của Italy. Bên cạnh đó, Thủy Tạ còn sở hữu nhiều vị trí bán hàng đắc địa như nhà hàng cà phê Thủy Tạ và 3 nhà hàng đầu phố Lê Thái Tổ, gồm nhà hàng Đình Làng, nhà hàng Mama Rosa và nhà hàng Long Vân. Đây là những tiền đề quan trọng đưa Thủy Tạ trở thành một trong những doanh nghiệp giữ phần lớn thị phần kem, chi phối thị trường Hà Nội và khu vực phía Bắc thời điểm đó. Sở hữu nhiều lợi thế kinh doanh ban đầu, song những năm gần đây, kết quả kinh doanh của Thủy Tạ gần như không tăng trưởng, thậm chí còn đi xuống. Nhiều năm liền, doanh thu của hãng chỉ quanh ngưỡng 100 tỷ đồng, cùng mức lợi nhuận sau thuế dưới 100 tỷ. Đây là một con số cực kỳ khiêm tốn đối với một thương hiệu lâu năm. Tính riêng năm 2018, trong khi các đối thủ khác của Thủy Tạ là Tràng Tiền, Kido và Vinamilk đạt hàng trăm tỷ đồng doanh thu từ kem, thì hãng chỉ kiếm được gần 46 tỷ đồng. Lý do cho sự thụt lùi này là hệ thống phân phối của Thủy Tạ bị bó hẹp ở Hà Nội, không phủ rộng nhiều như kem Tràng Tiền hay các hãng khác. Hơn nữa, niềm tự hào của Thủy Tạ, nhà máy kem công nghiệp công suất 1 triệu lít một năm cũng đã dần lạc hậu, xuống cấp, hỏng hóc khi có tuổi đời hơn 20 năm. Điều này ít nhiều làm ảnh hưởng tới chất lượng kem. Đặc biệt với sự xuất hiện của những đối thủ đến sau như kem Walls của Unilever và sự vươn lên mạnh mẽ của Kido Foods, thì những doanh nghiệp truyền thống không chịu thay đổi như Thủy Tạ càng ngày càng bị bỏ lại sau lưng. Vị Hương Tố, vua bột ngọt Việt trước năm 1975. Bột ngọt Vị Hương Tố của công ty Thiên Hương được Trần Thành, một người gốc Hoa nhập cư, sản xuất năm 1960 nhằm đấu với hai gã khổng lồ, Vedan và Ajinomoto, để thương hiệu bột ngọt mới thu hút người tiêu dùng. Ngoài việc quảng cáo, bột ngọt Vị Hương Tố còn tập trung vào khuyến mãi. Chẳng hạn, khi nghiên cứu thói quen của người tiêu dùng, nhận thấy đồ dùng nhà bếp hay mua nhiều nhất là chén bát, nên Vị Hương Tố đã tung ra chương trình tặng tô chén muỗng cho người nội trợ. Hễ mua bịch bột ngọt lớn tặng tô, bịch vừa thì tặng chén, gói nhỏ thì tặng muỗng. Bà con đi chợ thấy Vị Hương Tố vị cũng ngon, giá rẻ mà còn được tặng quà, cho nên là mua ao ao. Vị Hương Tố được thế, tung tiếp những chương trình tặng tô chén theo bộ, khi thì Phúc Lộc Thọ, khi thì Mai Lan Cúc Trúc, Xuân Hạ Thu Đông, lúc thì Bát Tiên, khiến cho người tiêu dùng thích mua cho trọn bộ. Có khi nhà chưa hết bột ngọt cũng ráng mua thêm cho đủ, bột ngọt cứ bỏ tủ bếp để đó ăn dần. Kết quả là chỉ trong thời gian ngắn, Vị Hương Tố dần chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, nhà máy sản xuất hết công suất cũng không đủ hàng. Chỉ khi nào Vị Hương Tố hết hàng, người tiêu dùng không mua được thì mới mua Ajinomoto hay Vedan. Cứ thế, hai gã khổng lồ bột ngọt Ajinomoto lẫn Vedan đã bị hạ knock out một cách chóng vánh, đành rút khỏi thị trường Việt Nam một thời gian. Tuy vậy, bao nhiêu năm chí thú làm ăn gây dựng sự nghiệp, ông chủ Trần Thành lại gục ngã trước sắc đẹp của diễn viên Thang Lan Hoa. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến trái tim ông loạn nhịp, thế là cả hai nhanh chóng đến với nhau, người vì nhan sắc, người vì vật chất tiền tài, chiều chuộng người đẹp hết lòng, của cải của ông chủ Trần Thành cũng lần lượt đổi nón ra đi. Rồi sau khi chia tay, Trần Thành trượt dốc không phanh, sự nghiệp buông xuôi và điêu tàn. Sau năm 1975, ông đi định cư nước ngoài, số phận của bột ngọt Vị Hương Tố cũng bị bỏ ngỏ.
Dù sau này nhà nước có cố gắng xây dựng lại, nhưng bột ngọt vị Hương Tố đã không thể cạnh tranh nổi với các thương hiệu ngoại nhập như Vedan hay Ajinomoto nữa. Cuối cùng, thương hiệu bột ngọt vang bóng một thời, nay chỉ còn là dĩ vãng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!